Dạ vâng, lần đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể các bác đam mê với chim đêm trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là show bên em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác cái mẫu Omly 253 thì em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì đây là các bác quan sát trên màn hình. Đấy, đây là một cái chiếc Omly 253 em muốn giới thiệu cho các bác này. Đấy, cái Omly này thì được làm ở vỏ bên ngoài này, được làm bằng kim loại các bác nhé. Đấy, sơn cho các bác màu sơn màu xanh như này rồi. Đấy, làm thì rất là chi tiết từng những cái con ốc. Đấy, rất là chắc chắn. Đây các bác quan sát trên màn hình đây, từng những cái con ốc này. Đấy, những con vít là rất là chắc chắn. Còn nào và đây là hai cái tai của nó này. Đấy, còn nào và những cái ở điều chỉnh ở đằng sau đây. Đấy, cái này thì là gồm một cái dây nguồn như này. Đấy, các bác cái này các bác có thể là sử dụng cả điện lưới và điện ắc quy các bác nhé. Ở đằng sau này gồm một cái lúm bật mở này. Thì cái này có anten ở rìa đây các bác nhé. Đấy, các bác kéo anten lên. Đấy. Còn đây là những cái nguồn để các bác đấu loa phóng. Cái này thì em giới thiệu thêm một cái nữa là nhà em cung cấp cả những cái loa phóng, cả lưới bẫy chim đêm. Còn hàng Omly này thì có hàng 253, 263 và Son 288 các bác nhé. Đấy. Thì các bác nào mà cần cái loại nào ấy, các bác cứ liên hệ trực tiếp qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề. Đấy, nhà em thì bán hàng rất là uy tín, lúc nào cũng nếu mà khi gửi hàng cho các bác ấy, các bác nhận được hàng lúc nào cũng được kiểm tra đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như này thì các bác mới phải thanh toán. Còn ngoài ra thì các bác không phải cọc cạch một nghìn nào cả các bác nhé. Còn nhà em thì ship hàng toàn quốc rồi. Đây là những cái nguồn để các bác đấu. Đấy. Đây là một cái công tắc bật mở. Còn đây là những cái nguồn để các bác đấu loa phóng các bác nhé. Còn về những cái lúm điều chỉnh ở đằng trước này thì cái này, cái hàng này thì các bác có thể là hát cả karaoke được. Cái này đấy, những cái, còn những cái lúm điều chỉnh ở đằng trước này thì ở đây thì gồm một cái lúm điều chỉnh âm lượng là lúm to nhất các bác nhé. Đấy, đây là màn hình hiển thị này. Đấy, đây là một cái lúm điều chỉnh bass, điều chỉnh chép. Đấy, đây một chân cắm USB này, một khe cắm thẻ nhớ này. Còn về đây là tất cả các lúm điều chỉnh. Đây tất cả các lúm điều chỉnh thì khi các bác bật lên ấy, các bác điều chỉnh làm sao cho âm lượng nó, nếu mà các bác muốn trầm hay muốn vang ấy, thì là điều chỉnh ở nút bass check này, rất là đơn giản thôi. Cái này thì sử dụng rất là đơn giản. Thì những cái phụ kiện mà các bác được nhận kèm ấy, khi mà mua cái Omly 253 này thì là được nhận một cái đờ mót như này, một cái tay điều khiển ấy. Một cái tay điều khiển như này thì mình có thể là điều khiển bằng ở cái tay điều khiển này, rất là đơn giản. Tất cả đây là có những cái bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này. Đây nút bật mở đây, mình điều khiển luôn ở trên tay điều khiển này, mình có thể điều khiển từ xa rất là tiện lợi, không phải điều khiển trực tiếp trên này. Còn tiếp theo là các bác, nhà em sẽ tặng cho các bác một cái đầu lọc thẻ như này. Đấy, để những cái bác nào mà dùng loa ấy, có thể là cắm vào chân USB này qua cái đầu lọc thẻ thì dùng được cái thẻ nhớ nhỏ. Còn nếu mà các bác mà muốn dùng thẻ nhớ to thì các bác cắm ở bên này. Nhưng mà thường thường các bác dùng thẻ nhớ nhỏ thì các bác cắm ở chân USB này là ok. Thì em giới thiệu thêm một cái nữa là nhà em cũng cung cấp cả những cái thẻ nhớ như thế các bác nhé. Đấy, giá thì vài chục nghìn thôi và hỗ trợ cho các bác thứ tiếng. Đấy, tất cả những cái tiếng gì mà các bác đánh chim đêm mà không mất 1.000 phí nào. Đấy, nhiều bác gọi điện đến bảo là nhà cháu có bán tiếng không, nhưng mà xin thưa với các bác là nhà cháu chỉ tặng thôi không bán. Đấy là vài cái tiếng các bác chỉ cần mua cái thẻ vài chục nghìn. Đấy, nhà cháu sẽ copy vào đấy hoặc là các bác kết bạn Zalo, nhà cháu sẽ gửi link cho, gửi file cho. Đây là vài những cái đầu đọc thẻ. Ngoài ra nữa tặng cho các bác những cái dây nguồn như này. Dây nguồn các bác nhé, các bác mua một cái thì này nhà em sẽ tặng cho các bác một cái dây nguồn như này. Đây là vài tất cả. Đợt vừa rồi là em vừa về được lô khoảng 500 chiếc cái Omly 253 này. Đấy, 253. Còn 500 chiếc Omly 263 và 500 chiếc là Omly Son 288, nên các bác cứ yên tâm về cái số lượng. Nhà em thì cung cấp cả số lượng lớn, bán lẻ này em cũng bán lẻ mà cung cấp cả cái số lượng lớn. Nên các bác cứ yên tâm là về giá cả lúc nào cũng được ưu đãi các bác nhé. Đây là về tất cả, đây là hàng Omly 253 này. Để video sau thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái Omly 263 và Son 288. Thì video này thì em chỉ giới thiệu cái Omly 253 thôi. Thì các bác nào mà cần ấy thì các bác cứ liên hệ trực tiếp. Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây.
Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.